Kính thưa quý vị, được thành lập từ năm 1992, đến nay, câu lạc bộ âm nhạc thuộc Trung tâm Văn hóa Bình Thuận đã có hơn 40 thành viên, kể cả sáng tác lẫn biểu diễn. Hoạt động chủ yếu của câu lạc bộ là tổ chức các chương trình giới thiệu tác giả, tác phẩm, những chuyến đi thực tế sáng tác, biểu diễn và giao lưu. Đến nay, câu lạc bộ đã cho ra đời hơn 600 ca khúc, tổ chức biểu diễn giao lưu trên 50 chương trình. Quý vị thân mến, đến tham dự giao lưu với chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Nguyễn Thái Chanh, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Bắc Bình. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Huỳnh Văn Vinh, trưởng đài truyền thanh, tiếp phát thanh truyền hình thuộc huyện Bắc Bình. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Hồ Xuân Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Bắc Bình. Và quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ tinh thần cho tiết mục tham gia đầu tiên.